Thạch xương bồ là một loài thực vật có hoa trong họ xương bồ loài này được miêu tả khoa học đầu tiên năm 1789. Chúng được phân bố ở Đông Á. Thân dễ chứa tinh dầu. Là cây thân thảo, sống nhiều năm, thân dễ phân nhánh, mọc bò ngang gồm nhiều đốt, lá hình giải hẹp, có bẹ, mọc ốp vào nhau và xòe sang hai bên ở ngọn. Cụm hoa hình bông mọc ở đầu một cán dẹt, phủ bởi một lá bắc to và dài, nhìn như cụm hoa mọc trên lá quả mọng khi chín màu đỏ nhạt, thân dễ và là có mùi thơm đặc biệt. Sương bồ theo truyền thuyết văn hóa Trung Quốc được cho rằng đó là loại linh thảo, có thể phòng bệnh trừ tà, cùng với hoa lan, thủy tiên, hoa cúc, được tôn làm hoa thảo tứ nhã. Sương bồ không sợ nhật sắc, không cần tất đất, nại khổ hàn, ăn đạm bạc, ngoài tự nhiên thì sức sống tràn đầy, tươi tốt xanh mơn mờn, bày trong nhà thì đoan trang đứng thẳng, vừa phiêu nhã tuấn tú từ cổ trí kim đều được sự yêu mến của văn nhân nhạ sĩ, lá dâu nhỏ dày, dễ nhánh liền lạc, bày trong phòng vẫn xanh tươi mát mát, nhìn lâu càng thấy thích thú, xương bồ thích bóng dâm, khí hậu nhiều hơi nước ẩm ướt, sinh trưởng ở độ cao từ 20 đến 2.600 mét so với mực nước biển, ở trong các tán rừng ẩm mát, hoặc bên bờ các dòng suối nhỏ, lá vươn xanh tốt hương thoang thoảng thơm, chịu lạnh tốt nhưng kỵ khô đất thông thoáng thoát nước tốt. Thông thường tách nhánh để trồng vào độ đầu xuân tháng 3 tháng 4 và khoảng cuối thu tháng 9, 10, để trồng xương bổ tốt. Chuyên gia đúc kết thành câu khẩu quyết như sau, trồng nơi gần nước, thêm đá càng sống khỏe, lá khô dễ ướt, thích ẩm sợ hạn, cắt ít càng mọc tốt, thích mát sợ nắng gắt, nhuận lộ kỵ xương. Trồng trên đá thì lá nhỏ, trồng trên đất bùn thì lá to, không bón nhiều phân, tưới nước phải đẫm chịu khó cắt tỉa bỏ lá vàng, xanh như phỉ thúy, hương nhẹ nhàng thơm, thuần hậu thanh cao, không cần trang trí nhiều, phối với đá làm đồ bày, trồng trong chậu cổ làm đồ sưu tầm, tu nhã tự nhiên, thích hợp bày thư phòng, theo khẩu quyết trên xương bồ rất dễ trồng, có câu rằng, vô xương bồ, bất văn nhân. Văn nhân mặc khách đều thích bày vài chậu xương bồ nhỏ trên bàn làm việc, giá sách, lúc nhàn rỗi vừa thưởng hương thơm và ngắm xương bồ có thể nói là nhã đến cực điểm, xương bồ bốn mùa đều xanh biếc như ngọc phỉ thúy, tố nhã tự nhiên hương thơm phảng phất, từ ngàn năm nay những khóm xương bồ xanh biếc, hồn hậu, thuần khiết tự nhiên luôn giúp con người giải tỏa áp lực, căng thẳng mệt mỏi. Nguồn hoàng chấm com